Em xin chào tất cả cô chú anh chị à. Hôm nay em đi quay cho cô chú anh chị xem một cái lô sầu riêng nha cô chú anh chị. Lô sầu riêng này có tổng diện tích là 7 hecta nhá. 7 hecta. Trên đây là chủ là trồng hết là sầu riêng đây nhá cô chú anh chị. Mà trong đó là có là khoảng cỡ là 100 đến gần 200 cây, 150 đến gần 200 cây là cho thu chỉnh cô chú anh chị, là tức là sầu riêng lớn này cô chú anh chị này. Còn lại là tất cả là sầu riêng nhỏ mới trong năm vừa rồi hết nhé cô chú anh chị. Đấy, trong đó là chủ nhà họ trồng xen ít cà phê, vậy là một số cây ăn cải, ăn trái khác nhé cô chú anh chị. Có hơn 100 cây đến gần 200 cây là sầu riêng là đang cho ra bóng cái này năm đầu tiên cô chú anh chị nhé. Còn lại là sầu riêng nhỏ hết luôn nhé cô chú anh chị. Tổng diện tích là 7 hecta, đất ôm hết mặt hồ luôn nhé cô chú anh chị. Đất của mình là ôm hết cái mặt hồ luôn nhé. Ở đất của mình thì hiện tại là đất dốc và tiền nhẹ và băng nha cô chú anh chị. Đất của mình là ôm hết cái mặt tiền tiền bờ sóng ở bờ đập luôn nha cô chú anh chị, mặt tiền sóng luôn nha. Lát này em sẽ bay bơ lê cam cao lên cho cô chú anh chị mình xem. Đó, mình có là trăm mấy gần 200 cây sầu riêng cô chú anh chị, sầu riêng lớn này này. Đó. Còn lại là sầu riêng nhỏ hết nhá, tổng diện tích là 7 hecta. Mảnh đất này là thuộc về xã Đắc Nang, huyện Cà Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông. Từ khu dân cư mà vô đến mảnh rẫy này cô chú anh chị nó rơi vào tầm khoảng cỡ là cây rưỡi số nha cô chú anh chị. Còn mà ra hướng quốc lộ 28 á, ra trung tâm trường chờ cô chú anh chị nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 5 cây số nha cô chú anh chị, 5 cây số. À, mảnh đất của mình thì hiện tại bây giờ là xe bán tải gầm cao là đi vào tầng rầy được nha cô chú anh chị, con gầm thấp là mình không đi vào được nha. Trên đất được chủ trồng dưa rồi thì sầu riêng đấy, với lại là xen canh và cà phê nha cô chú anh chị. Đất của mình ôm hết mặt hồ luôn cô chú anh chị nè. Đất của mình là nếu mà cô chú anh chị trong đầu tư cây ăn trái là khỏi về lo về nguồn nước, bởi vì mình của mình là đầu nguồn của cái đập này cô chú anh chị. Đây, đất của mình là dốc, đã được chủ nhà họ múc bạt tà lý thế này mà trồng hết sầu riêng rồi nha cô chú anh chị. Đấy, còn một ít cao su thế này nha cô chú anh chị, trên cao su thế này là của mình luôn nha. Đất trên đôi này mình có một căn nhà đây là cô chú anh chị này. Đấy, có căn nhà em đang bay này. Đó, đất của mình là tiền nhẹ thoải nhẹ như thế này cô chú anh chị, và băng nha. Đó, sầu riêng của chủ nhà họ trồng như thế này cô chú anh chị. Đó, họ trồng trong đó là có tầm trăm mấy cây, hơn gần 200 cây là sầu riêng lớn nha, còn lại tất cả là sầu riêng nhỏ nha cô chú anh chị. Đất của mình là lát là có một cái ngọn đảo cực kỳ đẹp như cô chú anh chị. Lát này em sẽ là chỉ ngọn đảo đây, ngọn đảo của mình cô chú anh chị. Đây, nguyên cái cục cái ngọn đảo này cô chú anh chị là của mình hết luôn nhá. Đó, chủ nhà ở bên trên này là chủ nhà là họ được san ủi băng thành cái nền rồi nha cô chú anh chị, nhưng mà do cỏ nó lên tốt cho cô chú anh chị này. Lát này em sẽ cái nền này là nền của mình nha cô chú anh chị. Đó, cái đảo hết luôn. Đất của mình ôm hết mặt hồ này cô chú anh chị, ôm hết cái mặt hồ này luôn cô chú anh chị này. Em đang quay đó, mặt hồ mặt nước đấy cô chú anh chị. Đất của mình tổng diện tích 7 hect mà hầu như là ôm hết cái mặt hồ này luôn nha. Mình có một cái đảo lớn và hai ba cái đảo nhỏ như thế này cô chú. Bên này có cái đảo có cái mũi rùa đây này. Đây có một đảo nhỏ đây là cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà đang quan tâm tới cái mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại em để sẵn trên màn hình nha. Từ cái mảnh vườn này cô chú anh chị về hướng Sài Gòn 280 cây số. Còn nó về hướng Lâm Đồng gần 100 cây nha. Giá chủ nhà hiện tại bây giờ đưa ra mức giá 7 hecta này á là 1 tỷ 7 có thương lượng nha cô chú anh chị. 7 hecta 1 tỷ 7 có thương lượng. Cái số lượng cây sầu riêng lớn này cô chú anh chị là hiện tại về chủ nhà họ đặt trong được 6 năm đấy nha cô chú anh chị. Sầu riêng lớn này là được 6 năm đấy nha. Đấy, còn lại là mới trong hết năm vừa rồi nha cô chú anh chị. Đấy, nếu cô chú anh chị mà đang quan tâm từ cái mảnh vườn này thì liên hệ cho em nha. Mảnh đất này hiện tại bây giờ là mới có tích lúc đó nha cô chú anh chị, mới có tích lúc đó thôi nhé. Giá thì 1 tỷ 7 có thương lượng nha cô chú anh chị.